Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh học toán online Nếu đây là lần đầu tiên các em đến với kênh học toán online Thì vui lòng ủng hộ kênh học toán online Bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông Để theo dõi các video mới nhất từ kênh học toán online Và các em đừng quên truy cập vào trang web học toán online 123.info Theo đường link được đặt ở phần mô tả của video Để nhận được các tài liệu mới nhất về ôn tập, ôn thi Toán nâng cao của môn toán lớp 2 Rồi bây giờ mời các em mở sách giáo khoa Toán lớp 2 trang 130. Bài chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác. Đầu tiên chúng ta có một hình tam giác ABC có độ dài các cạnh AB bằng 3 cm, AC bằng 4 cm và BC bằng 5 cm. Hình tam giác ABC có 3 cạnh là AB bằng 3 cm. BC bằng 5 cm. AC bằng 4 cm. Tổng độ dài các cạnh của hình tam giác ABC là Các em lấy độ dài của cạnh AB cộng với độ dài của cạnh BC và cộng với độ dài của cạnh AC. Như vậy ta có 3 cm cộng 5 cm và cộng với 4 cm. 3 cộng 5 bằng 8. 8 cộng 4 bằng 12. Như vậy tổng độ dài các cạnh của hình tam giác ABC là 12 cm. Ta nói rằng chu vi hình tam giác ABC là 12 cm. Như vậy qua ví dụ này chúng ta có nhận xét là chu vi của hình tam giác chính là tổng độ dài các cạnh của hình tam giác đó. Bây giờ các em sang tiếp ví dụ thứ hai. Ở đây chúng ta có một hình tứ giác EGHD. DE bằng 3 cm. EG bằng 2 cm. GH bằng 4 cm và HD bằng 6 cm. Hình tứ giác DEGH có bốn cạnh là cạnh DE có độ dài là 3 cm cạnh EG có độ dài là 2 cm. Cạnh GH có độ dài là 4 cm và cuối cùng là cạnh HD có độ dài là 6 cm. Tổng độ dài các cạnh của hình tứ giác DEGH là em lấy 3 cm cộng với 2 cm cộng với 4 cm và cộng với 6 cm. 3 cộng 2 bằng 5. 5 cộng 4 bằng 9, 9 cộng 6 bằng 15. Như vậy tổng độ dài các cạnh của hình tứ giác BEGH là 15 cm. Ta nói rằng chu vi của hình tứ giác BEGH là 15 cm. Như vậy qua hai ví dụ trên, chúng ta rút ra một nhận xét là tổng độ dài các cạnh của hình tam giác hoặc là hình tứ giác thì được gọi là chu vi của hình đó. Khi nói đến chu vi của một hình Thì các em Nói đến tổng độ dài các cạnh của hình đó Rồi bây giờ mời các em vào phần bài tập Đầu tiên các em làm bài tập số 1 Tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh là A nhỏ 7cm 10cm và 13cm B nhỏ 20cm 30cm và 40cm C nhỏ 8 cm, 12 cm và 7 cm. Như vậy chúng ta sẽ giải bài toán này như sau. Chu vi của hình tam giác là tổng độ dài các cạnh của hình tam giác đó. Như vậy các em làm câu A e trước. Chu vi của hình tam giác là các em tính tổng độ dài của ba cạnh hình tam giác. Tức là các em lấy 7 cộng 10 cộng 13. 7 cộng với 10 bằng 17. 17 cộng với 13 bằng 30. Như vậy chu vi của hình tam giác trong trường hợp này bằng 30 cm. Tiếp theo các em sang câu B, chúng ta có chu vi của hình tam giác là các em tính tổng độ dài ba cạnh của hình tam giác, tức là các em lấy 20 cm cộng với 30 cm và cộng với 40 cm. Như vậy chúng ta có 20 cộng 30 cộng 40. 20 cộng 30 bằng bằng 50. 50 cộng với 40 thì bằng bằng 90. Như vậy chu vi của hình tam giác trong trường hợp này bằng 90. Và các em chú ý đến đơn vị đo là dm. Câu E thì đơn vị đo là cm thì câu B chúng ta có đơn vị đo là dm. Tiếp theo các em sang câu C. Chu vi của hình tam giác là tính tổng độ dài ba cạnh của hình tam giác. Tức là các em lấy 8 cm cộng với 12 cm và cộng với 8, 12, 7 cm. 8 cộng 12 cộng 7 8 cộng 12 bằng 20 20 cộng 17 bằng 27 cm Như vậy Chúng ta có đáp số Câu E là bằng 30 cm Câu B là bằng 90 cm Và câu C bằng 27 cm Ở đây các em lưu ý Là phải chú ý đến đơn vị đo Đơn vị đo của ba cạnh là phải giống nhau Đơn vị đo của ba cạnh là cm Thì chu vi sẽ có đơn vị đo là cm Đơn vị đo của Ba cạnh là decimet thì chu vi sẽ có đơn vị đo là decimet. Rồi bây giờ mời các em sang bài tập số 2. Tính chu vi hình tứ giác có độ dài các cạnh là A nhỏ 3 dm, 4 dm, 5 dm và 6 dm. B nhỏ 10 cm, 20 cm, 10 cm và 20 cm. Thì như vậy ở đây chúng ta sẽ giải bài toán này như sau. Đầu tiên các em làm câu A. E. Chu vi hình tứ giác là muốn tính chu vi của hình tứ giác, các em tính tổng độ dài bốn cạnh của hình tứ giác đó. Tức là các em lấy 3 cộng 4 cộng 5 cộng 6. 3 cộng 4 bằng 7. 7 cộng 5 bằng 12. 12 cộng 16 bằng 18. Đơn vị đo của mỗi cạnh hình tứ giác là decimet Như vậy đơn vị đo của chu vi hình tứ giác cũng là decimet Ta có chu vi của hình tứ giác là 18 dm. Rồi bây giờ mà các em sang câu B. Chu vi hình tứ giác là các em tính tổng độ dài bốn cạnh của hình tứ giác. 10 cộng 20 cộng 10 cộng 20. 10 cộng +20, 20 bằng 30. 30 cộng với 10 bằng 40. 40 cộng với 20 bằng bằng 60. Đơn vị đo ở đây là cm. Như vậy các em có đáp số câu E là 18 cm và câu B là 60 cm. Tiếp theo các em sang bài tập số 3, câu E Đo rồi ghi số đo độ dài các cạnh của hình tam giác ABC. Câu B. E, tính chu vi hình tam giác ABC. Ở đây chúng ta có một hình tam giác ABC. Bây giờ các em dùng thước đo có chia vạch để các em đo. Ví dụ đầu tiên, các em đo độ dài của cạnh BC. Các em đặt thước đo sao cho vạch 0 cm của thước trùng với điểm B. Thì lúc này vạch 3 cm của thước trùng với điểm C. Điều này có nghĩa là độ dài của cạnh BC bằng 3 cm. Bằng cách làm tương tự, các em cũng đo được độ dài của cạnh AB bằng 3 cm. Độ dài của cạnh AC bằng 3 cm. Như vậy, câu A, e, ta đo được độ dài các cạnh của hình tam giác ABC là AB bằng 3 cm. BC bằng 3 cm và AC bằng 3 cm. Như vậy, câu B, chu vi của hình tam giác ABC là các em tính tổng độ dài ba cạnh của hình tam giác ABC. Tức là các em lấy 3 cộng 3 cộng 3, 3 bằng 9 cm. Như vậy các em có đáp số bằng 9 cm. Hoặc các em làm theo cách thứ hai, chu vi của hình tam giác ABC là do ba cạnh của hình tam giác ABC có độ dài bằng nhau và cùng bằng 3 cm. Như vậy, các em lấy độ dài của một cạnh các em gấp lên 3 lần. Thay vì lấy độ dài của mỗi cạnh bằng 3, các em cộng với nhau thì các em lấy độ dài của một cạnh là 3, các em gấp lên 3 lần. 3 x 3 bằng bằng 9 cm. Như vậy, các em có đáp số bằng 9 cm. Thì video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video và đừng quên ủng hộ kênh học toán online bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để theo dõi các video mới nhất từ kênh học toán online. Và đừng quên truy cập vào trang web học toán online 123.info theo đường link được đặt ở phần mô tả của video để nhận được các tài liệu mới nhất về ôn tập, ôn thi, toán nâng cao của môn toán lớp 2. Và xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp.